Rất là nhiều các cái trường hợp mà các chị bị lãnh cảm trong cái chuyện chăn gối, mình quan hệ với chồng giống như là trả bài, hoặc là có những cặp yêu nhau lâu quá rồi mình sẽ không có cái cảm giác hứng thú hơn trong cái chuyện chăn gối nữa, thì giải pháp nào trong cái chuyện này? Hoặc là bây giờ các anh muốn tăng cái hưng phấn hơn cho người phụ nữ của mình thì hôm nay em xin giới thiệu đó là một cái dòng gọi là filter, thuốc kích dục filter hả, hoặc là gọi là thuốc tăng cái hưng phấn kích dục hơn, tăng cái hưng phấn, cái kích thích hơn cho cái người phụ nữ. Thì filter đây là một cái dòng đến từ Pháp, đây made in USA ha. Và cái dòng này á thì đây là một cái loại từ 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 Mỹ nên là rất là an toàn, made in USA ha. Đó, filter nè. Đó, có cái hình cô gái, đó, cô gái đang nằm trên giường đây. Đó, tức là tạo được cái sự hưng phấn hơn, kích thích hơn trong cái chuyện chăn gối của cái nàng đấy ha. Đó, và cái này là take effect within 5 minutes. Tức là nó sẽ có cái tác dụng ngay trong vòng 5 phút thôi. Đó, 5 phút là nó sẽ có tác dụng ngay thôi. Đây là cái mã vạch của sản phẩm. Đó, đây là mã vạch của sản phẩm nè. Đó, sâu chín nha. Đó, em sẽ mở ra cái sản phẩm bên trong. Đó, đây là cái chai xếp filter. Chai này thì các chị hoặc là các anh sử dụng cho các chị. Mình sử dụng được 2 lần nha. Đây, hai lần, một cái là màu đen, cái là màu đỏ. Tuy nhiên á thì nó thực ra thì nó cũng giống nhau thôi, chứ nó cũng không có gì hết á, nó chỉ là khác nhau ở cái lô hàng khác nhau và cái màu nó khác nhau thôi. Thực ra là hai loại này thì nó giống nhau thôi chứ nó không có gì hết nha. Đó, đây là cái dòng xếp filter của bên em, xài cực kỳ hiệu quả luôn nha. Đó, thì cái này á thì mình xài được khoảng 2 lần. Đó, một chai là mình xài 2 lần nha. Đó, cái đây là cái dạng không màu, không mùi, không vị, nên là khi mà mình pha vào nước á thì khi mà nàng uống vào á thì sẽ có cái cảm giác là hưng phấn, kích thích hơn rất là nhiều. Đó, tạo được một cái sự hưng phấn rạo rực trong cái chuyện chăn gối. Và giá của chai này là 300.000, 300.000 nha. Anh nào muốn mua thì cứ gọi trực tiếp qua 0899 898 113 thì em á sẽ cung cấp cái dòng xếp filter này. Đó, cái cách sử dụng đơn giản lắm, các anh lấy cho em một cái ly nước nha. Mình tháo cái này ra nè, mình chỉ cần tháo cái miếng này ra, xong mình tháo ra mình chế ra, mình chế một nửa thì mỗi lần là một nửa nha. Đó, mình chế ra một nửa thì khi mà nàng uống vào thì sẽ rất rất là kích thích nha. Đó, cái xếp filter này cũng vậy, mình chỉ cần tháo ra thôi. Đó, mình chế ra một nửa. Đó, cái nào cũng vậy thì mình chỉ cần chế vào một nửa thì khi mà nàng nghe mùi á thì sẽ tạo, và khi mà người nàng uống vào á thì sẽ cảm giác là kích thích hưng phấn hơn và cảm giác kích dục hơn, tạo cho cái sự chăn gối, cái giường chiếu của các bạn á nó sẽ trở nên là hưng phấn, rạo rực, kích thích, và nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn rất là mạnh trong cái chuyện gối chăn của hai người. Đó, và xếp filter đây là một cái dòng thuốc kích dục rất là an toàn đến từ Mỹ mà rất là nhiều người đã tin tưởng và sử dụng. Nếu như mà anh chị nào đang còn tạo được một cái sự hưng phấn hơn hoặc là đang cần sở hữu cái sản phẩm này thì có thể gọi trực tiếp cho em qua số hotline là 0899 898 113 thì em sẽ cung cấp cái dòng sản phẩm thuốc kích dục xếp filter này cho các anh chị và các bạn. Thì em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở video khác nhé.